Đức đập bóng thì xem nào. Ui chạy mất á. Ấy à, ấy à, ấy à. Ê. Đúng rồi. Đúng rồi. Chuẩn thế nhỉ. Ấy à. Chi cao là 1 mét bẻ đôi. Ôi nhưng mà trình độ thì có khi gần hơn các bạn lớp 2, lớp 3 luôn. Chi ném thì xem nào. Trời ơi, quá tự hào luôn. Từ ném có khi thua Chi. Úi xổ ôi, ném thì chỉ có vào này. Chi thể hiện đi Chi. Xổ. Vào tiếp. Trời ơi, đen thôi. Ấy à, Đức cũng khá đấy chứ. Đức ơi, cười cho xem nào. Kiệt tác luôn. Thầy Dân á, tại sao thầy Dân lại không được uống bia? Nói đi, tại sao? Có ai cho thầy một lý do? À, thầy Dân uống bia là bụng thầy to. Còn mà say rượu. Lại còn say rượu, nhưng mà uống bia làm sao mà say rượu được? Say bia. Say bia say. Say à? Say. Sao mặt của Đức lại bị ai cào hay sao mà lên nhẹm? Bây giờ còn nhem nhẹm hơn nữa. Chi đập bóng tại chỗ thì xem nào. Chi phải qua hàng các kiểu. Qua hàng các kiểu thì xem nào. Biểu diễn kỹ thuật đi. Thử. Ui dồi ôi, thế mà bảo không qua được. Lại một lần nào, lại đi nào. Ô. Điểm nào, dẫn bóng lên rổ đi. Chi lên rổ thì xem nào. Trời ơi. Trời ơi. Ê. Yeah. Quá chuẩn luôn đây. Con xỉ có thế. Chạy làm sao được? Camera nó nhanh lắm. Có mình xoay cái trụ đứng rộng ra. Tốt lên. Chỗ của Tiến phải trùng gối xuống nhá, cả hai chân đều là trùng gối đập thấp xuống. Bắt chắc của ông vòng rộng ra, vòng rộng ra. Ok. Cố gắng rebound quả bóng, đừng có để nó làm vào. Ok. Ê các bạn ơi, thầy bảo này, dừng. Cái nhịp xin bóng ấy, nó phải đứng rộng cái chân ra và hai chân nó phải đều, hiểu không? Chứ mình không được phép đứng như này. Để đứng như này, mình muốn là cho đối thủ cái cảm giác là mình có thể đi. Nào nhìn lên đây, mình phải cho đối thủ cảm giác là mình có thể đi được cả hai bên, chứ không phải mình chỉ đi mỗi một bên. Nếu các bạn đứng quá nghiêng về phía bên nào thì người ta sẽ biết là à, các bạn sẽ đi bên này. Quá nghiêng bên này người ta sẽ biết các bạn đi bên này. Được chưa? Có hiểu không? Nhá, đứng ngang, thấp xuống, nhận bóng này, nhận bóng một cái, nhận bóng một cái này. Xoay, hướng ra người ra, và dứt điểm. Được chưa nhỉ? Cố gắng là phải xoay và hướng. Và dứt điểm rồi. Ok chưa? Đừng có chỉ như này. Thấy chỗ của hàng hay bị như con robot ấy. Và rất là dễ để bắt lận. Bây giờ mình phải làm thật nhanh này. Làm thật nhanh. Làm nhanh lên. Về tiếp. Sorry. Đang quay người nhanh lên. Tốt. Ok. Có thấy chân nó bị ngược khó không? Chân phải làm trụ. Tốt. Nhanh hơn nhá, thầy muốn các bạn xoay thật là nhanh vào. Tốt. Kiểm soát cái tay vào nó nguyên. Đập xuống. Ê. Đi lại. 1, 2, tốt. Trước khi các bạn đập bóng, nhìn này. Cái còi. Giờ ví dụ đối thủ đây đúng không? Thủ này. Đất. Đây người ta sát người mình này.
chưa? Đúng không? Người ta muốn là mình bị áp lực đúng không? Tay người ta sát đây. Chưa? Tay có thể người ta kèm. Nhìn lên. Bỏ qua, bỏ qua. Tát, tát. Đập này. Đừng có cố đập sang bên này. Chưa? Mình chưa tập lừa. Mình chưa dạy các bạn mình tập lừa. Cố gắng. Đập thẳng giữa bằng hai tay. Thẳng giữa hai tay đi. Bỏ qua. Một. Hai. Lên. Phải. Không? Ừ. Phải. Lên bằng chân trái, tại vì đây chân trái luôn. Có bảo lên chân trái luôn. Bước của mình lên chân phải. Là sao? Là bình thường là bình thường này. Đúng rồi. Phải tập lên cả hai bên chân đi chứ. Chưa, mình phải tập lên đổ cả tay trái chứ. Chưa rồi lên đổ mỗi tay phải à? Chưa, ok mình làm quen với cái chân đi đã. Chân nào mình cũng phải vào được cái nhịp. Ví dụ các bạn. Ví dụ đây là cái nhịp chân mà mình thuận lợi quá rồi. Các bạn đập được cái nhịp chân nó thuận lợi quá rồi. Đấy, coi. Đúng không? Nhưng mà các bạn biết lên rổ tay phải thôi. Nó ngược tay ngược chân này thì các bạn vẫn phải lên. Vẫn phải lên như bình thường. Chứ mình lại bây giờ mình lại thêm một bước chân nữa là mình chậm đi. Quáng vòng này. Nhìn lên đây. Vòng rộng xa ra bước chéo đây này. Lên. Bạn ném tay phải cũng được. Buồn quá Tuấn ạ.
làm gì cả.